Sáng nay ngày 24 tháng 9, khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã bị ùn tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Cụ thể tình trạng ùn tắc xảy ra tại quốc lộ 1 và xa lộ Hà Nội, đoạn thuộc quận 9 và quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng kẹt xe bắt đầu diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng, nguyên nhân là do trên quốc lộ 1, đoạn gần giao lộ với đường số 14 xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe container và một xe ô tô. Tuy nhiên tới sáng nay, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong, cộng thêm lưu lượng xe quá đông làm cho giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc nhiều km rồi kéo dài sang cả xa lộ Hà Nội. Nghiêm trọng nhất là trên cầu vượt Trạm 2, do đây có nhiều điểm cua gấp, các phương tiện di chuyển chậm làm cho dòng phương tiện dồn ứ nối đuôi nhau trên đường. Đến 8:30, tình trạng ùn tắc mới được giải tỏa.